ngày từ xưa với nhiều nhân giả trong danh sách có Hokage. Nhớ những ngày trên chiến nước mắt và chảy thành dòng anh em tàn phế. Rất may mắn có người dẫn đầu, điều khiến cả mà Shinobi đánh tới đâu là thắng tới đó, bao nhiêu là phá của con khu vị. Mình nhân thuật có trong đề nhân, có một đồn sức mạnh tăng thêm. Có thể cả ai đứng trước mắt, họ chỉ là di sản không bao giờ mất. Đã dù to xuất hiện vượt chúng, tình bạn vương xa không dễ thao túng. Trận chiến hình ra từ tư sức mạnh thiên nhân, cứ ra ma giúp ta rồi tô một bước lên một phi nhân. Người đứng đầu ở trong lòng danh của Naruto, Jutsuki chỉ là quá khứ và chia một nửa với Minato. Và khi mọi thứ đã được chứng minh, đâu còn là con bé quậy phá. Hokage là một chiếc danh mà cậu bé đó muốn bằng mọi giá. Đúng là khó làm được, biết mình sẽ bị cười, biến mình thành một con người khác và bán thất bại dành cho thằng lười. Không đạt được như Tsunade, nước mắt rơi trong ngày mình thắng. Cầm chiếc nón của Hokage, ngày buồn nhất thì không có nắng. Người mạnh nhất ở trong lịch sử chưa chắc là nên ra tốt nhất. Người phiêu bạc lâu năm xa xứ vẫn là người yêu quê hương nhất. Shinobi đẳng cấp nhất là Hokage. Kakashi người chứng minh được sự ngoại lệ. Những cơn mắt của Obito không để phi công sức bỏ ra. Hokage, Hokage người dẫn đầu ninja làng lá. Tia chớp vàng vì anh hùng của Konoha. Minato là ngôi đệ tử đến cử vì anh cũng song phá. Một con người không có khát vọng truyền muôn mình bảo vệ tất cả. Sự tôn trọng từ các đối thủ làm cho tên anh càng bay xa. Tia chớp vàng vì anh hùng của Konoha. Minato là ngôi đệ tử đến cử vì anh cũng song phá. Một con người không có khát vọng chỉ muốn mình bảo vệ tất cả. Sự tôn trọng từ các đối thủ làm cho tên anh càng bay xa. Tobirama là đệ nhị em trai đệ nhất, phân thân chiến thuật sáng tạo cấm thuật, được cho là nguy hiểm nhất nhưng lại bảo mạng với tay lần may. Dù trong người có thuật thi độn, khả năng cảm nhận được mọi vị trí khiến cho kẻ thù không thể lẩn trốn. Minato cho cô vĩ vào con, mong của mình sẽ lớn và chứa sức mạnh trong người vô song. Khi cho mình thật nhiều chiến tích, giúp dân làng ở nơi hoàng quốc, bắt những kẻ ngông cuồng không được sợ cũng không được khóc, bởi vì thằng nhóc này là Uzumaki Naruto. Shinobi đẳng cấp nhất là Hokage. Kakashi người chứng minh được sự ngoại lệ. Biến con mắt của Obito không để phí công sức bỏ ra. Hokage, Hokage người dẫn đầu.